Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây máy cắt cỏ đổ đuôi tôm nha các bạn. Đổ đuôi tôm có nghĩa là mình đổ cây láp và có chân vịt ha, cánh quạt nước để mình chạy ghe chạy xuồng nha các bạn. Cây này thì cái đầu máy nó là của Maruyama BC32M ha, bê tông 38 ly. Với cái bố của nó là bố lớn hơn 260 một tí, nó rất ôm với cái hệ thống giảm tốc ha. Đây, cái máy thì sơ sơ mình nói qua là máy này chụp được trợ lực buông nổ nha, nòng 38 ly, chạy chế quạt khí quanh rồ ha, có mét in sa băng trong lốc ha. Đại khái máy này thì mình gắn máy cắt cỏ thì mình đã giới thiệu nhiều rồi các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cái máy đuôi tôm ha, đổ cái đuôi tôm để chạy thuyền ha. Ở đây là cái dòng cung này ha. Dòng cung này mình sẽ nối ra một cái tay cầm. Này cũng đồ bãi các bạn, cái tay cầm này đồ bãi ha. Cầm để mình bẻ lái rất là ngon ha, để nó tăng độ dài đòn bẩy ra để mình bẻ lái cho nhẹ ha. Kế tiếp đây là cái tay ga, cũng là tay ga Nhật nha các bạn, tay ga Nhật ha. Đây. Rồi kế tiếp cái chữ T này ha, cái chữ T này thiết kế rất là hay ha. Có thể mình cân máy bằng cách là mình dời chữ T này ra đây hoặc dời lại đây cho cái máy mình khi mà mình chạy nó không bị phê cái chân vịt lên mặt nước, hoặc là khi mình bật cái cần này nó sẽ nhẹ nhàng ha, là do mình điều chỉnh chữ T này gần đây, chữ T nè, chữ T gắn vô cái xuồng của mình ha. À, đó mình đều dời tới dời lui. Và cái hay á, là nó gắn một cái bộ giảm tốc này lấy từ hệ bình xịt nha các bạn, hệ bình xịt. Cái bộ giảm tốc, nếu mà cái máy cắt cỏ mà mình chạy trực tiếp mình không qua bộ giảm tốc thì nó có hay gì và nó dở gì? Nó hay là ở chỗ không tốn kém ha. Nó dở là chỗ gì? Nó dở là cái dòng cái độ bường nó rất là yếu nha các bạn. Do đó khi mình chạy ghe chạy dưới sông thì nó dính một tí xíu cỏ nó sẽ giảm tốc ghê lắm các bạn. Do nó bắt buộc mình phải chuyền nhông giảm tốc để cho cái chân vịt nó quay chậm nhưng mà mạnh nha, mạnh dữ lắm, mạnh. Đây các bạn quan sát đồ mới không nha. Cái bộ giảm tốc này nè, chỗ này là cây ti nè, cây ti thuộc qua thuộc lợi của mình xịt nhưng mà mình không có xài nữa. Mình lấy hệ thống nhông này ha để mình chuyển động ra, chuyển động ra giảm tốc nha. Đây các bạn quan sát, đây đồ mới ha, này sắt cũng mới không ha, sắt mới không. Đây thấy cả độ cần láp này, độ cần láp để xài đuôi tôm. Đây các bạn quan sát kỹ ha, nó thế đó các bạn. Gắn vô cái máy của mình bố nhỏ ha, rất là phù hợp luôn. Khi mình muốn xài bố lớn, tum lớn thì rất là đơn giản các bạn. Chỉ cần mình thay cái mặt gam này ha. Thay mặt gam này mình sẽ được bố lớn. Rất là thuận lợi luôn. Và cái hệ thống này nó hay ở chỗ nó không lật nửa cái máy lên nha các bạn. Không lật nửa cái máy lên. Tại vì cái động cơ cắt cỏ lúc nào nó cũng nằm ở vị trí này. Nếu mà mình lật nửa lên nó sẽ sai vị trí của nhà chế tạo. Do đó là có khi những cái không thể là ngửa được, có những chế quạt khí là ngửa được, còn có những chế quạt khí không là ngửa được. Do đó là những cái hệ mà là ngửa máy á, thì nó có điểm hạn chế ha, nó không có sử dụng phổ biến cho những cái dòng máy cắt cỏ ha. Còn cái hệ mình độ cái láp này là cái máy chạy bình thường, không có lật ngửa cái máy nha. Nó hay ở chỗ bình xăng mình cũng không bị đổ, mà cái chế quạt khí mình loại nào mình xài cũng được ha. Ha. Chế quạt khí loại bê tông ga hay là loại chén xăng cháy nổi gì, phao xăng gì mình cũng chạy được hết. Do đó là chế cái kiểu này thì nó rất là hay luôn ha. Và có thêm cái bộ giảm tốc này thì khi các bạn bị vướng cỏ ha, vướng bịch ni lông thì nó sẽ không có rống, nó không có tắt máy, không rống máy ha. Tại vì qua bộ giảm tốc thì nó rất là mạnh luôn, mạnh ghê hồn luôn. Nhưng mà nó chậm tua đi đó các bạn.
Do đó khi mình gắn bộ giảm tốc thì mình phải xài cái chân vịt lớn nha các bạn. Xài chân vịt lớn, ví dụ bây giờ cái chân vịt này 2 tấc 2 đường kính. Nếu mà mình chạy bị luốt nước thì mình sẽ tăng lên đường kính 2 tấc 4. Thì nó sẽ hết luốt nước các bạn. Nó sẽ bắt nước hơn. Và nếu cái máy mình chạy 2 tấc 4 không nổi, mình trở về 2 tấc 2 ha. Rất là đơn giản. Và chân vịt này rất là dễ mua các bạn. Ở đâu cũng có bán, lỗ 14 nha. Ở đâu cũng có bán cái chân vịt kiểu này hết. Do đó là cái hệ của mình độ chế đây là anh em xài rất là sướng luôn ha. Rất là sướng. Không có gì phải băn khoăn hết ha. Đó. Nó chạy chiều này nha các bạn. Chạy chiều này. Rồi, để mình nổ thử cái máy rồi mình lên ga cho các bạn xem nha. Cái máy này thì nó thích hợp cho người lớn tuổi nha. Mình độ cho người lớn tuổi cho nên mình phải bắt cái con máy này giật. Yêu cầu các bạn kéo được đoạn dây ra là nó nổ thôi, không cần phải lấy chớn, nó hay ở chỗ đó các bạn. Ha. Kéo được đoạn dây ra là đầu là buông vào là nó nổ ha. Đầu tiên mình cũng bơm xăng các bạn, đóng e ha. Còn khi máy đã lên xăng rồi thì mình chỉ mở công tắc. Ở đây nó có bộ hệ thống công tắc đây các bạn. Các bạn mở công tắc lên ha. Là giật là nó nổ thôi. Rồi để mình giật nổ cho các bạn xem nha. Kéo ra từ từ nè. Do nó là cái hệ chụp giật này thì người lớn tuổi và giới phụ nữ thì nên dùng ha. Thì nó mỗi cái nó chế ra vậy, nhật nó tính toán sẵn hết rồi ha. Đây, kéo từ từ nha các bạn, kéo từ từ buông. Để mình lên ga cho các bạn xem nha. Đây tay ga nó đây các bạn, tay lái đây ha. Có một tay mình không dịch được, sợ nó rớt xuống cái nó gãy cái chân vịt luôn các bạn. Rớt xuống là gãy ngọt luôn á. Để mình chạy cho các bạn xem nha. Mình cũng thận trọng lắm, để mình chạy cái nó rớt xuống là nó, để mình dịch đàng hoàng nha. Nó rớt xuống là nó gãy ngọt cái chân vịt luôn á. Mình tắt nha các bạn. Rồi mình nổ lại cho các bạn xem nha. Đấy. À, rất đơn giản nha. Phù hợp cho giới phụ nữ và người lớn tuổi nha các bạn. Chụp dịch này nè. Nha. Rồi mình tắt nha các bạn. Rồi cái video mình giới thiệu cây máy cắt cỏ độ đuôi tôm để chạy xuồng chạy ghe đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.